Trước thực trạng mất an toàn của thang máy tại khu tái định cư thì một động thái từ chính quyền thành phố có lẽ phần nào khiến người dân tại đây yên tâm. Đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu phải kiểm tra lại thang máy ở tất cả các tòa nhà tái định cư. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã phải rà soát tất cả các tòa chung cư trên địa bàn, kiểm điểm xử lý trách nhiệm trong việc chậm thành lập ban quản trị nhà chung cư. Các chủ đầu tư, người quản lý sử dụng nhà chung cư phải thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư. Kết quả kiểm tra phải báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 7. Sở Xây dựng phải ban hành văn bản hướng dẫn quy trình bảo trì thang máy trong các tòa nhà chung cư đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Đây là văn bản thứ 3 của thành phố Hà Nội liên quan đến an toàn thang máy của chung cư tái định cư sau vụ tai nạn thang máy gây chết người tại tòa nhà N5A Trung Hòa Nhân Chính xảy ra vào cuối tháng 6 vừa qua.